Sáng thứ Tư, ngày 9 tháng 10 năm 2024, hơn 2.400 nhân danh giáo sứ hải ngoại hân hoan chào đón cha tân chính sứ Gioan Bautista Mai Văn Trường. Thánh lễ và nghi thức nhận sứ vụ mới do cha tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự. Cùng chung vui với giáo sứ hôm nay có sự hiệp thông của cha quản hạt Phủ Lý, quý cha trong tổng giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, quý thân nhân, quý khách và cộng đoàn khắp nơi xa gần. Ngỏ lời đầu lễ, cha tổng đại diện An Tôn vui mừng giới thiệu cha tân chính sứ Gioan Bautista tới cộng đoàn dân chúa giáo sứ hải ngoại. Trong niềm vui mừng ấy, cộng đoàn cùng lắng nghe cha quản hạt Phủ Lý An Tôn Trần Quang Tiến công bố văn thư bổ nhiệm cha Gioan Bautista Mai Văn Trường làm chính sứ hải ngoại. Cùng với đó, cha tân chính sứ trang trọng tuyên xưng đức tin và lời thề hứa trung thành. Các nghi thức diễn nghĩa của việc đón nhận sứ vụ mới trong vai trò mục tử của cha tân chính sứ được cha tổng đại diện An Tôn cử hành tiếp sau đó. Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, chia sẻ trong bài giảng lễ, cha tổng đại diện An Tôn nhấn mạnh đến sứ vụ truyền giáo của giáo hội. Cha đã đề cập đến bước chân truyền giáo của các vị thừa sai khi đến mảnh đất giàu truyền thống đức tin hải ngoại. Qua sứ điệp mà Chúa Giêsu gửi cho các tông đồ qua đoạn tin mừng, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Từ lời của Chúa Giêsu tiếp tục thôi thúc mỗi người nói chung và với cha tân chính sứ Gioan Bautista hôm nay nói riêng. Ngài sẽ là người lãnh đạo cánh đồng truyền giáo tại giáo xứ hải ngoại, đoàn chiên của Chúa trong vai trò là vị chủ chăn của giáo xứ. Cha tổng đại diện An Tôn hy vọng rằng bà con giáo xứ nơi đây hãy cùng hiệp hành với cha tân chính xứ lên đường, tiếp tục đi ra với người khác để mọi người thấy đạo công giáo của Chúa Kitô đang hiện diện và đang có sức sống dồi dào. Trong niềm vui ngày giáo xứ được đón nhận cha tân chính xứ, một vị đại diện giáo xứ có lời chào mừng và bày tỏ niềm vui, lòng tri ân tới cha tổng đại diện An Tôn, quý đấng bậc, quý nam nữ tu sĩ, quý khách, quý thân nhân, giáo xứ canh hoạch quê hương cha tân chính xứ, các giáo xứ giáo họ nơi cha Gioan Bautista từng coi sóc và cộng đoàn hiện diện đã cầu nguyện và hiệp ý tạ ơn với giáo xứ trong ngày trọng đại này. Cha tân chính xứ Gioan Bautista cũng bày tỏ tâm tình tri ân và cảm mến tới cha tổng đại diện An Tôn, quý đấng bậc và mọi thành phần dân chúa hiện diện đã yêu thương, nâng đỡ và đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài trong ngày thật ý nghĩa này. Cha cũng xin quý cha và cách riêng là bà con dân chúa giáo xứ hải ngoại cộng tác đắc lực và tiếp tục đồng hành với ngài trong việc thi hành các công việc mục vụ tại giáo xứ. Ước mong với việc đón nhận giáo vụ mới nơi giáo xứ hải ngoại, cha tân chính xứ Gioan Bautista sẽ cùng với bà con dân chúa nơi đây cùng nhau xây đắp và vun trồng đời sống đức tin thêm vững mạnh, noi gương các vị tử đạo quê hương biết làm sáng danh Chúa trong mọi hoàn cảnh của xã hội hôm nay.